Dạ, xin mến chào cô chú anh chị em mình ha. Chào cả nhà mình. Rồi tiếp tục hôm nay em xin quay lại khu vườn ha. Những cây em trồng trên chậu này cả nhà. Thì em cũng xin chia sẻ cho cả nhà. Dạ thì ở đây ha, thì em cũng xin chia sẻ và nhắc lại cho cô chú anh chị mình. Ở đây thì em làm theo cái phân thuốc như thế nào thì em sẽ hướng dẫn chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Như vậy ha. Còn tất cả những cái loại phân khác, ví dụ như những cái kênh, những cái nhà vườn khác người ta chia sẻ ha, chia sẻ thì người ta sẽ sử dụng, nhiều khi nó giống khoảng 5 phần của em thôi, còn những cái loại khác thì có thể là khác ha. Nhưng tất cả ở đây dưỡng thì mình tưới dưỡng thì đa phần thì Google nè, N3M ha, One rồi nói chung là rất nhiều loại dưỡng nha. Đó. Thì mình có thể mình những cái nào mình tưới phân heo ba đợt hoặc là mình tưới thời gian lâu thì mình thấy nó hiệu quả thì mình sẽ tưới. Và cô chú anh chị em mình tại nơi đó ha, có những gì dưỡng rễ thì nó tốt thì mình tưới khoảng 2 đến 3 đợt hoặc là một tháng, tháng mấy gì đó mà thấy nó hiệu quả thì có thể mình tiếp tục mình tưới tiếp. Rồi thì thời điểm này ha, thời điểm này cây của em thì hiện tại bây giờ đi cơi 2 cũng thẳng hết rồi cả nhà. Cây 2 cũng tùm hết ha. Đó, cây 2 chuẩn bị cũng già, chuẩn bị già cây 2 rồi. Đó thì cuối tháng này thì em nói với cô chú anh chị mình, cuối tháng này thì em sẽ đi đi phân ha, đi cái loại phân. Thì em sẽ đi cái loại phân 20-10-10. 20-10-10 cộng với DAP dứa ha. Đó thì đi cái hàm lượng như thế nào thì em sẽ tới khi nào tưới thì em sẽ phân chia cho cô chú anh chị mình luôn. Thì ở đây thì tổng hợp thì thí dụ như cô chú anh chị mình biết rồi, em tưới thì em tưới một phi 220 lít ha, 220 lít. Thì mình tưới cái liều lượng bao nhiêu thì cô chú anh chị mình, ví dụ như tưới ít thì có thể là chia ra ha, nhậm chia ra để mình chia ra cái thùng B, thí dụ thùng 20 lít thì mình sẽ tưới cái liều lượng như thế nào thì cô chú anh chị mình sẽ chia ra giùm ha. Đó thì cái loại DAP dứa này là cái màu xanh nha cả nhà, màu xanh. Còn cái loại 20-10-10 thì hồi năm rồi thì em cũng có tưới cái bao đó, thì em mua là một bao cả nhà, tại em tưới ở dưới đất rồi em tưới ở trên những cây trên bồn và những cây trên chậu luôn ha. Đó do vậy thì tí nữa thì em sẽ quay cái bao đó rồi cái hộp phân như thế nào cho cô chú anh chị mình xem. Có thể cô chú anh chị mình tưới cái loại 30-10-10 của Dona Sài Gòn cũng được ha. Đó, thì hai cái loại đó thì em tưới hàng năm, có thể là thay đổi qua lại với đó cả nhà. Thì tưới 30-10-10 một hai đợt, rồi tưới 20-10-10. Năm nay thì em tưới là em mua là một bao ha. Có thể là em sẽ tưới luôn 20-10-10 cộng với DAP dứa. Thì khi nào tới đợt tưới thì em sẽ quay luôn cho cô chú anh chị mình xem. Thì hôm nay thì quay lại khu vườn thì em cũng chia sẻ quay để nói thêm cho cô chú anh chị mình, để khi nào là mình tưới phân được và những cái cây nào mình chưa tưới phân. Thì ở đây thì em sẽ quay sơ lược cho cô chú anh chị mình những cái cây nào mà đi cơi 2 khỏe mạnh ha, thì mình sẽ đi cái loại phân hóa học được. Đó thì cuối tháng này cũng như là nếu mà không có dừng nữa nha thì còn khoảng 9 ngày nữa là bước qua tháng 4 rồi, nếu mà không dừng ha, bước qua tháng 4 thì mình cũng đi được cái lượng phân rồi. Thì hiện tại bây giờ là cũng như là chuẩn bị qua tháng 3 đó nha. Chuẩn bị qua tháng 3 thì mình sẽ nhấp phân từ từ, đi cái lượng phân nhẹ thôi. Đó. Đi cái lượng phân nhẹ để mình cho cái cây mai mình nó đi được những cái chọt nó cứng hơn ha. Chứ nếu mình đi cái loại dưỡng phân thùng nhiều quá thì cái lượng đạm nó cũng dư, nó không có cái lượng kali thì cái cây mình nó cũng những cái chọt ha, những cái chọt nó không có cứng cáp, nó ra rất là sụ ha. Nó do vậy thì mình sẽ đi cái lượng phân hóa học 20-10-10 cộng với DAP ha, có hàm lượng lân trong đó thì giúp thêm nó hạ phèn và mình tưới cái liều lượng như thế nào thì nó phù hợp ha. DAP thì không có tưới nhiều được đó nha. Thời điểm này mình tưới ví dụ như 20-10-10
mình tưới là 1 kg thì mình sẽ cộng DAP khoảng nửa ký thôi, nó khoảng 50% so với cái lượng phân 20-10-10 ha. Chuẩn bị giạt cơi rồi, mình sẽ tưới ha. Thì ở đây thì đa phần khoảng 80% thì cái cây của em là đi cái lượng phân hóa học được rồi đó nha. Ví dụ như cây này thì mình đi nhẹ thôi ha, nó cũng có xanh già, nhưng mà có một số thì nó còn lụa còn non ha, thì mình cũng pha tưới. Hoặc nếu mình tưới bằng cái thùng bê á, thùng 20 lít á, thì mình những cái cây này có thể mình sẽ không ha, không tưới nó phần lượng phân hóa học, mình chỉ tưới riêng thôi, tưới riêng nó là dưỡng ha. À, như cây này thì đi lượng phân hóa học được rồi đây cả nhà, nó chớm cơi hai ha. Đây thì cách bóng ra bấm của em nè cả nhà, nó bấm sẽ bấm sâu, nó bấm những cái cơi già đó, em của nó cái này có bấm này, bấm ha, bấm những cái cơi già, và mình bấm á, mình sẽ chừa ha, chừa bấm gần những cái nách lá. Ví dụ như ở đây không có nách lá thì em sẽ bấm đôn lại, tại những cái cây bonsai mình không có để cái khung tàn lớn thì mình sẽ bấm thâu lại ha, thâu sâu vô đó. Còn mình nếu mình thả đó, mình thả thì để cái cơi nó cơi hai nó già, chuẩn bị đi cơi ba mình sẽ bấm sâu, bấm vào ha. Đây thì để coi, ví dụ như những cái cơi này ha, đợi tới khoảng già rồi mình nếu mình thả đó, mình thả cho nó lớn, nó lớn thì mình sẽ bấm ra chừa 3 nít lá. Còn nếu bấm sâu vô để cho nó kẹo cái tàn đó thì mình sẽ bấm thật là sâu vô chừa 2 nít lá đó cả nhà. Tại cái cây mình khi mà nó phát triển được rồi, nó đi rất là mạnh và nó đi chèo rất là nhiều đó, chèo nó nhiều thì ở đây có lẽ là em sẽ bấm sâu vô này nha. Nếu mà dòng Phú Tân, dòng Cúc á, thì không cần cô chú anh chị mình bấm mà chừa những cái mắt lá này đâu ha, những cái mắt tược này nè, ví dụ bấm mắt ngủ này nó vẫn ra. Nếu Phú Tân cô chú anh chị mình bấm chỗ này ha, là ở nách lá ngủ này vẫn ra bình thường ha, nó không cần có những cái hột gạo, những cái ngòi giết này đâu, không cần những cái ngòi giết này mà nó vẫn ra bình thường. Đối với dòng Cúc Mây Tàn nữa nè, dòng Phú Tân ha, Đa Phúc thì vẫn ra được nha, nhưng dòng Thủ Đức thì nó lại không ra được như cả nhà, có một số nó sẽ bị ngậm lại, nó không có ra được chỗ đó ha. Như vậy thì Phú Tân thì có thể mình bấm ở trong đây, trong đây nó vẫn ra bình thường ha. Thì cái cách bấm thì hôm trước cũng chia sẻ rồi, thì hôm nay thì cũng nói sơ lược lại cho cô chú anh chị mình, để khi mình bấm mình lựa chọn những cái cây thì như thế nào mình bấm cho nó tốt ha, và nó ra đều. Những cái cây này nè cả nhà, mình bấm mới thực già cái đó le ra liền cả nhà thấy không. Nếu mà đi cái lượng phân vô ha, thì cái lượng phân vô là cái cây này nó phúng ra rất là mạnh nè. Những cái cây sung thì mình sẽ đi mình tưới như thế nào cho nó phù hợp ha. Những cây sung nếu cô chú anh chị mình cái cây nó đã già cây hai này rồi ha, già cây hai rồi chuẩn bị tưới phân đó, thì mình sẽ tưới cái lượng nước mình pha phân chung ha. Ví dụ mình pha khoảng 300g cho 220 lít nước đó, thì mình tưới cái liều lượng á, những cái cây mà nó sung khỏe ở đây mình tưới cũng cùng chung một cái chậu năm. Nhưng mà khi mình tưới á cả nhà, tưới những cây sung ha, những cây sung thì mình sẽ tưới ở đây bạn là ví dụ như 2 lít nước đó là nó đủ phát triển ha. Còn những cái cây yếu thì mình tưới khoảng 1 lít nước thôi, giảm lại phần nửa ha, nữa mà mình tưới một đợt rồi những cái cây nào nó chịu nó phát triển rất là nhanh, những cái cây nào nó không có chịu được cái lượng phân hóa học trong thời điểm này thì cô chú anh chị mình khoảng chừng tuần lễ thôi là mình đã phát hiện ra rồi, nó không có được sung, mà cái cây mình nó bắt đầu nó sụ lá hoặc là nó sựng lại, nó nhẵn lá đó, thì cô chú anh chị mình nhớ xả nước đi, xả nước cho nhiều vào, rồi đợt sau mình sẽ không tưới lượng phân hóa học nữa. Mình đợi cho nó cây nó xanh nó dày lên, nó khỏe nó sung, nó chịu được cái lượng phân hóa học rồi mình sẽ tưới đợi lần sau ha. Nó không cần thiết mình sẽ tưới sớm đâu. Nên khi đi lượng phân hóa học, có nhiều anh em thì đối với những cái cây mai ghép lớn của mình thì nó khác ha. Đối với những cây gốc nhớt thì
cái lượng phân hóa học mình đi rất là cao. Đó. À, ví dụ như thường là những cái cây mai ghép mình trong chậu đây, mình tưới cái lượng phân thời điểm đỉnh điểm em tưới khoảng 400 mg, cho 300 mấy đến 400 gram cho 220 lít nước ha. Còn rốc nhớt có thể là tưới khoảng 1 kg cho măm phi là 220 lít nước đó cả nhà. Rốc nhớt là những cái cây ghép ghép nhút nhỏ đó mà nó già mùa đó cả nhà. Khi mà nó được 2-3 mùa rồi nó liền cốt thì mình cái lượng phân mình đi rất là cao. Đó. Nên khi mà tưới á không phải là cây nào cũng chịu được cái lượng phân hóa học cao ha. À, như mai tàn nè, cái mai nguyên thủy đó, mai Long An này cả nhà, thì cô chú anh chị mình đi theo cái luồng gốc nhớt vẫn được ha. Có nghĩa là khi mình tưới khoảng lúc đầu thì mình tưới khoảng 300 g cho 220 lít nước, rồi mình tăng dần tới thời điểm mà cái cây mình thật sự là sung khỏe rồi, mình có thể là đi tưới 1 kg ha, 1 kg, 1 kg mấy luôn cho 220 lít nước. Đối với những cái dòng mai riêng đó, cái nhà mai tàn riêng đó, là những dòng gốc nhớt đó, nên nó chịu được những cái lượng phân hóa học rất là cao. Còn khi mai ghép lớn của mình đây thì mình tưới cái lượng phân hóa học thứ nhất là mình tưới cho nó quen nhẹ thôi đó, từ từ mình nhấp lên. Còn nếu mình tưới thật là đậm là cái cây của mình năm nào mình cũng phải tưới tăng lên. Ví dụ năm nay tưới nửa ký cho 220 lít nước thì năm tới thời điểm đỉnh điểm mình sẽ tưới 600 gram cho 220 lít nước. Nó mình phải tăng dần cái cây mình nó phát triển ha. Nhưng mà đối với những dòng mai ghép của mình ở đây thì mình hạn chế cái lượng phân hóa học cho cái cây mai mình nó sẽ nuôi lâu thời tuổi thọ nó lâu hơn ha. Đó là cái cách để mình chăm sóc một cây mai mình chơi lâu dài nha cả nhà. Chứ mình dạ đó là cách để mình chơi một cây mai lâu dài ha. Nên mình hạn chế cái lượng phân hóa học của mình để cho cái cây mai tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Đây là gốc nhớt nè cả nhà. Gốc nhớt ha, gốc nhỏ ghép là nhỏ nè, bứng em bứng dưới đất lên nè. Cây này thì chơi gián đổ nha cả nhà. Chơi gián đổ ha. Mới ra có một cây, hai cây, cây thứ hai nữa nha. Nó dài khoảng 4 tấc rồi. Nên nó sung khỏe thì cái cây mình nó sẽ đâm tượng rất là nhiều ha. Cây này cũng mới lại lá nè. Đây, cây này em cũng mới bấm thời, chuẩn bị chớm cây hai ha. Đây, cây mình xài những cái nhà cốt thì những cái này thì em không, năm nay em chỉ xối lớp phân ở trên. Nên cây này được khoảng tháng 4 ha. Tháng 4 tháng sau là có thể là em đã tưới em đã thay được cái chậu rồi. Tại vì ép chậu nè, để mình vô cái chậu chữ nhật hoặc là cái dĩa đó cả nhà. Mình tạo cái dáng cho nó. Tại cái dáng này thì nó cái khung nó dài nè cả nhà. Cái đệm những cái cành dài nên mình sẽ vô vào những cái chậu, thứ nhất là cái chậu hột xoài, thứ hai nữa là chậu chữ nhật thì nó sẽ xứng ha. Đó, nên vào tháng 4 thì thời điểm cây tháng 4 thì cây này em nghĩ nó sẽ bó bầu cả nha, bó phần cứng mà thì ép chậu ha. Nên cái cây mình thay chậu để chơi Tết luôn. Sớm cây hài hết ha. Này em bấm sâu nè cả nhà thấy không, những cái tược non ở ngoài em bấm sâu ngoài vô tông luôn đây, nên không có nhéo dòng ngoài đó nha. Từ khi cái cây hai, cái cây mình khỏe mạnh đó, khỏe mạnh mà nó sung thật sự, nó nhiều lá đó, thì để cho cô chú anh chị mình an tâm là em ở đây chia sẻ là khi mình những cái cây nào thật sự là sung khỏe mình sẽ xử lý thì nó rất ok. Còn nhiều khi nói thì anh em mình, những anh em mình mới tập chơi đó cả nhà, thì nó rất là khó ha. Thì có thể là em chia sẻ là cái gì nữa chắc ăn khoảng 100%, 90% đó cả nhà, để anh em an tâm mà cũng như là nếu mà làm theo cách của em thì anh em nên an tâm khoảng 90%. Còn có thể là những cái nhà vườn người ta sẽ chia sẻ những cái cách mà làm thực tế, người ta là đối với những cây sung, nhiều khi cái cây si cả nhà mình cũng không biết đâu. Ví dụ như vậy có nhiều nhà vườn thì người ta có thể là bấm dày thế cả nhà, bấm liền dày, nhưng mà có những cây nó
nó mới ra tược mà cảm thấy nó mới phục hồi thôi, mà cô chú anh chị mình bấm dày thì có thể là những cái cây đó nó bị sừng luôn đó. Những cây sung mình không nói ha, nhưng những cây si, những cây mới phục hồi thì mình không biết là cây như nào là phục hồi, mới phục hồi, và cây nào là cây sung, nên rất là khó ha. Ở đây thì tháng này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình đừng nên bấm những cái tược non như vậy, là em cũng có lý do ha cả nhà. Nên mỗi nhà vườn thì có một cách chia sẻ nó khác nhau đó. Nên khi mà em chia sẻ ở đây thì có thể là em sẽ lường trước những cái cây nào cô chú anh chị mình chưa biết mạnh, chưa biết yếu. Thì ở đây chia sẻ là những anh em nào cũng mới, nó dạng như mới tập chơi thôi. Còn những anh em mình chơi rành rồi, anh em mình đã biết cái cây nào sung, cái cây nào yếu, thì anh em sẽ bấm là nó sẽ an tâm hơn đó. Nên ở đây thì em cũng lường trước cho cô chú anh chị mình, để nhiều khi cái cây mình mới phục hồi mà mình bấm thì nó sẽ bị khựng luôn đó. Như trường hợp là em ngừa trước ha, trước cho cô chú anh chị mình đó. Như cây này đi, ví dụ như cái cây này cũng mới phục hồi khoảng được 80% thôi đó, nhưng mà bây giờ mình bấm như vậy bảo đảm như cả nhà, nó đợi lâu dữ lắm nó mới đi được cây 2, cây 3 ha đó. Nhưng mà khi nó già cây này, nó chớm cây nữa là có thể mình bấm sát vô trong đây ha. Nó già là mình bấm sát vô trong đây, là cái cây của mình nó đủ cái sức, đủ cái lá già, đủ cái lá lụa để nó hút cái đường nước lên ha. Và khi mình tưới dưỡng hoặc là mình tưới nước thì nó không có bị dư, nó không bị khựng cây đó. Như cái cây này số lượng lá rất là ít nè cả nhà, tược thì nó đâm ra cũng rất là khỏe nè. Nhưng tại sao không bấm đọt, là lý do là mình để trong thời điểm này cái cây mình nó mới phục hồi ha. Số cây mới phục hồi thì cần được cái lượng lá nhiều để cho cái cây mình nó sẽ hút nước, hút nhiều, hút dinh dưỡng nhiều đó. Cho cái cây mình nó sẽ rễ nó tạo ra nhiều, càng nhiều lá thì cái bộ rễ nó sẽ ra nhiều, cái cây mình nó sẽ mau phát triển mạnh hơn nữa ha. Đó, như cái dòng gốc nhất, những cái cây này hôm trước nữa nha, trước là nó cũng bị sụ. Có cây này em đem trong mát nè, trong mát mấy khoảng một tuần lễ nữa em mới đem ra, thì số thấy lú cơi rồi em đem ra ngoài đây. Nay thì nó cũng chịu rồi, hôm trước nó sụ rất là nhiều, trong sụ nắng cả nhà, nắng cái lượng rễ nó chưa có, nên cái cây của mình nó chưa được phát triển, nó chưa đâm tược được, thì mình sẽ đem vào trong mát ha. Nó bị sụ mình sẽ đem vào trong mát. Như cây này nè, cây này thì mình cũng nó cũng mới phục hồi nè, cả nhà thấy nó đi cây 2 rất là đều, nhưng mà cái cây này mình cũng không có bấm được nè, nó ra thẳng đi chăng nữa mình không có bấm được, tại vì đại cần cái số lượng lá nhiều để hút nước ha. Cây này cũng vậy luôn cả nhà đó, thấy không. Dạ rồi, thì hôm nay tiếp tục chia sẻ ha một số kinh nghiệm để chăm sóc những cái cây mai, thì rất mong cô chú anh chị mình ha, cũng như là anh em mình quan tâm trong thời điểm vừa qua, thì có những anh em thì đã xem những cái clip của em trong một năm mấy hai năm nay rồi, có những anh em thì cũng mới tạo đây, mới cũng như mới xem, thì anh em thì cũng dạng như chưa hiểu đấy cả nhà. Thì nếu anh em mà thấy có những gì sai sót, có thể là anh em mình trao đổi với nhau ha. Thì làm một cây mai thì mình những cái kinh nghiệm có thể là mình đúng nhiều hoặc là mình sai nhiều, thì ở đây em chia sẻ lên, thì em thấy những cái kết quả mà trong thời gian qua em làm được thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình, thì để có thể anh em nào thấy tin tưởng thì anh em sẽ áp dụng ha. Còn những anh em nào mà thấy không có đúng hoặc là thấy không cần áp dụng thì cũng như anh em xem qua cho nó vui đó. Thì những cái cách làm, những cái anh em mỗi vườn thì nó đều rất là khác biệt với nhau ha. Nên ở đây thì chia sẻ bằng một cái kinh nghiệm của mình để đưa lên cho cô chú anh chị, anh em nào cũng như là tập chơi, mới tập chơi, hoặc là anh em nào cũng mới chơi trong thời gian ngắn ha. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị nào thì thấy hay hơn, có thể là mình chia sẻ cái kinh nghiệm nào đó lên cho cả nhà mình, những anh em nào mới tập chơi sẽ quan tâm, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm với nhau hết cả nhà. Dạ rồi, thì rất vui ha, cô chú anh chị mình cũng như đã ủng hộ và xem trong suốt thời gian qua. Thì những cô chú anh chị nào cũng chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em hết cả nhà. Dạ, thì em xin tạm kết thúc video tại đây ha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha. Dạ, em xin chào ạ.